chàng này rất là thích làm siêu nhân và muốn tiêu diệt những bọn quái vật, những bọn ma cà rồng và thế lực siêu nhiên. Cho nên anh ấy mới đăng ký vào trong nhóm chống thế lực siêu nhiên. Nhưng mà những người trong nhóm này á không có tin anh ấy có khả năng, cho nên họ đã thử thách anh ấy bằng cách đưa anh ấy đến một hòn đảo. Trên hòn đảo này chỉ có người và bọn quái vật sống thôi, không có sinh vật bình thường nào sống được hết trơn á. Và thử thách dành cho anh này là vừa qua được hòn đảo này, đến ở đầu bên kia thì sẽ có tàu cứu hộ để rước anh ấy về. Lúc này anh ấy sẽ hoàn thành được nhiệm vụ và sẽ được vào trong nhóm siêu nhân chống bọn quái vật. Nhưng mà trên đảo này có gì mà để thử thách anh chàng này vậy ta? Và thế là anh này bắt đầu chuẩn bị băng qua hòn đảo để qua đầu bên kia. Ý, nhưng mà vừa tới chỗ này thì con đường được chia ra làm ba. Đường số 1, ở nơi đó có nhiều cá sấu. Đường số 2, ở nơi đó có nhiều thây ma. Và đường số 3 là ma cà rồng. Bây giờ chọn đường đi nào đây ta? Và anh này có 10 giây để suy nghĩ. Các bạn ơi, nếu các bạn có biết thì cũng nhớ giúp anh này với nha. Đây, anh ấy đã suy nghĩ xong. Và thế là anh ấy đã chọn hướng đi có cá sấu. Ý, tại sao vậy? Cá sấu cũng có thể cắn mà. Nhưng mà anh này chợt nhớ ra, hồi nãy đội siêu nhân nói rằng trên đảo này chỉ có người và quái vật sống thôi, còn những sinh vật bình thường không có sống được ở đây. Vậy là chắc chắn không có cá sấu rồi. Thế là chọn đường này mà đi thôi. Thế là anh ấy đi thẳng. Đi hoài một hồi thì trời nắng nóng quá, anh ấy mệt, cần tìm chỗ có bóng mát để nghỉ ngơi. Thì lúc này nhìn thấy phía trước có hai căn nhà. Một căn nhà thì khang trang, sạch sẽ, đẹp đẽ. Ý, nhưng mà sao nó không có cửa sổ? Còn căn nhà thứ hai á thì sập sệ đổ nát. Những cái cửa thì làm bằng kiến, nhưng mà nó cũng muốn bể luôn rồi. Vậy giờ vô căn nào để nghỉ ngơi đây ta? Thế là anh chàng này suy nghĩ một hồi. Các bạn ơi, các bạn suy nghĩ ra không? Anh chàng này đã hiểu ra rồi. Ngôi nhà thứ nhất đẹp đẽ khang trang, nhưng mà không có cửa sổ. Ủa, vậy người sống bên trong căn nhà này chắc chắn rất là sợ ánh sáng nè. Ủa, vậy thì con gì mà sợ ánh sáng gì mấy bạn biết không? Đó chính là ma cà rồng. Ý, vậy thì không nên vào căn nhà này rồi. Vậy là anh chàng này đã quyết định vào căn nhà sập sệ đổ nát này để nghỉ ngơi. Bước vào bên trong căn nhà, ôi trời, nhà gì mà toàn là mắng nhện không à. Cũ nát quá, không có ai ở hết trơn á. Ý, có một cái lọ gì vậy ta? Thuốc giải độc. Thôi sẽ lấy cái này đi, để lỡ có gì cần. Còn có một chùm chìa khóa nữa nè, lấy luôn. Ôi, bên trong căn nhà này có ba cái phòng. Cái phòng đầu tiên, sao có nhiều ổ khóa dữ vậy ta? Và chắc chắn là cái chùm chìa khóa hồi nãy có thể mở ra được. Căn phòng số 2 cũng đầy mắng nhện, nhưng mà và có thêm hình biểu tượng con chó sói. Căn phòng số 3 thì sạch sẽ khang trang, không có miếng bụi nào hết. Vậy bây giờ anh chàng này nên chọn cửa nào để mở ra đây ta? Các bạn suy nghĩ phụ anh ấy nha. Một căn phòng mà có khóa đến rất là nhiều ổ khóa, vậy chắc chắn bên trong có một thứ gì đó mà rất nguy hiểm, người ta muốn nhốt nó lại. Còn căn phòng số 3 này sạch sẽ, không một miếng bụi luôn, chứng tỏ là căn phòng này được mở ra mở vô rất là nhiều đây. Trong khi căn phòng có hình chó sói lại bám bụi, không ai mở cửa cả.
Vậy thì có một người sói đã sử dụng căn phòng số 3, cho nên bụi bẩn đã không dính vào đó. Ngược lại, căn phòng có biểu tượng cho sói thì nó lại không sử dụng. Vậy thì mình sẽ chọn căn phòng có biểu tượng cho sói này. Đi vào thôi. Sau khi mở cánh cửa đó thì bạn đã thoát ra được khỏi căn nhà tồi tàn kia và đi ra được khu rừng. Đi ra đến khu rừng thì bạn phát hiện ra một nhóm người đang ngồi chơi với nhau. Mỗi người có một cái chơi riêng, nhưng mà những người này có đặc điểm kỳ lạ lắm. Anh chàng này bắt đầu sử dụng khả năng trinh thám của mình để quan sát. Hình như trong này có dùm bài, có vài con lận. Mấy bạn có nhìn thấy bao nhiêu con không? Anh chàng này đã phát hiện ra rồi. Đây, tên này chính là Zumbai. Hắn đang uống một loại nước uống mà có con mắt cá trỏng kìa. Còn cô bé này bị con chó cắn mà vẫn không hề hấn gì. Còn anh chàng này, ủa sao con mắt lại ở trên cành cây vậy? Ha, có đến 3 Zumbai lận. Ôi thôi thôi thôi, nguy hiểm quá, chuồn thôi. Và thế là anh chàng này đã trốn ra được khỏi nhóm người đó và đi thẳng lên ngọn núi. Đi đến ngọn núi thì cũng đã chiều tối rồi, mặt trời sắp lặn rồi. Đứng trên đây thật là thoải mái. Gần tối tới nơi rồi, nhưng mà phía trước lại là có hai cây cầu. Ở mỗi cây cầu có một con người đang đứng canh giữ, nhưng mà trong đó chỉ có một người thôi, còn lại là một người sói. Làm sao biết được ai là người sói, ai là con người để mà đi qua đây? Anh chàng này đã dùng 10 giây để suy nghĩ. Theo các bạn thì ai là người sói vậy? Anh chàng này đã tìm ra được rồi. Đó chính là anh ấy. Ráng đợi một xíu nữa, mặt trời lặn đi, ông trăng mọc lên, thì lúc này người sói sẽ biến hình. Vậy là lúc này mình có thể biết ai là người sói, ai là con người rồi. Vậy là anh chàng này đã đi lên chiếc cầu có con người canh giữ. Ôi, vừa băng qua cái cầu thì lại đến một cái chỗ tối thui rồi. Qua một cái nghĩa trang, gần bên nghĩa trang có một lâu đài. Ôi trời, tối sợ quá, thôi phải vào cái lâu đài nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà khi vào trong lâu đài thì bạn phát hiện ra có một nhóm người đang nhảy nhót với nhau. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng mà có cái gì đó cũng hơi kỳ kỳ đó. Các bạn có biết cái gì kỳ lạ không? Anh chàng này đã phát hiện ra rồi. Đây là người dân bệt địa phương. Họ đang mặc những quần áo theo kiểu dân tộc của họ. Nhưng sao có một cô gái mặc đồ hiện đại của chúng ta vậy? Rồi còn có ông già Noel nữa. Như các bạn biết rồi, thay ma thì đâu biết thay đồ đâu. Vậy là trong nhóm này có hai thay ma rồi. Úi chuồn thôi, chạy đi chạy đi. Chạy qua phòng kế bên. Bên phòng kế bên thì lại đang có tiệc tùng bạc ti. Trên bàn có đầy thức ăn luôn, và có rất là nhiều người đang nhảy nhót ca hát ở đây. Nhưng anh chàng này chợt nhận ra ở đây toàn là Zumbai chứ không phải con người bình thường. Đố các bạn biết tại sao? Lý do đây nè. Trên bàn rất là nhiều đồ ăn luôn, nhưng mà bạn quan sát một hồi không thấy ai đụng tới món nào hết trơn á. Lý do duy nhất đó là đây không phải là món ăn yêu thích của bọn họ, bởi vì bọn họ là macaron Zumbai. Nó chỉ thích uống máu thôi. Ý da. Thôi lẹn lẹn đi ra.
Ôi, bị phát hiện rồi, bọn Zumbai đã dí theo. Chạy, chạy, chạy. Và bạn chạy thật là nhanh, thật là nhanh. Trên đường đi thì bạn phát hiện ra có 3 cánh cửa. Một cánh cửa là lửa đang đốt cháy hừng hực. Cánh cửa thứ hai là có những cung tên đang bắn xuống. Và cánh cửa thứ ba có nhiều khí độc. Bây giờ anh chàng này sẽ chọn cánh cửa nào đây? Anh chàng này đang suy nghĩ. Các bạn ơi, theo các bạn thì anh chàng này nên chọn cửa nào? Anh chàng này quyết định chọn cánh cửa có khí độc. Bởi vì khi cơ thể bị nhiễm độc thì bọn Zumbai sẽ không dám hút máu có khí độc đâu. Ủa, nhưng mà lỡ như anh chàng này bị thuốc độc làm sao? Đúng rồi, anh ta có thuốc giải độc. Cái bình mà hồi nãy lấy trong ngôi nhà đổ nát á, vậy là uống vô thì sẽ giải được độc và không bị sao cả. Chạy vào cánh cửa này thôi. Thoát ra được lâu đài rồi. Bây giờ ra tới bãi biển. Ôi thật là mát mẻ quá. Muốn đi bơi ghê luôn á. Ý, có tiếng gì vậy? Cứu tôi với, tôi không biết bơi. Cứu. Ủa, có người không biết bơi, bị chết đuối kìa. Mình phải cứu họ mới được. Ý, nhưng mà bằng óc quan sát của mình thì ở đây có đến 2 quái vật biển lận. Chỉ có một con người à. Ôi, các bạn ơi, sao mà anh ta nhận ra được vậy? Các bạn có nhận ra đâu là quái vật biển không? Chúng ta có 10 giây. Đây, quái vật biển nè. Anh chàng đầu tiên thì trên tay anh ta là những cái màng. Y như cái màng trên chân con vịt gì đó, dùng để hỗ trợ khi bơi cho thiệt là nhanh. Còn anh chàng thứ hai lại có cái màng cá để thở. Hai tên này là quái vật biển rồi. Vậy chỉ còn cô gái à. Phải nhảy xuống cứu cô gái thôi. Cuối cùng cũng cứu được cô gái lên rồi. Và đã đến được bên kia của hòn đảo rồi. Bây giờ chỉ cần chờ đội cứu hộ của đội siêu nhân đến để đưa anh này về nữa là xong. Ôi, máy bay trực thăng đến rồi. Máy bay trực thăng đến rước nè. Thả thang xuống nữa. Ơ, nhưng mà có nên lên hay không vậy mấy bạn? Suy nghĩ xong rồi. Cô gái hồi nãy mới được cứu ở dưới nước, cô ấy đã mừng quá và đã leo lên thang rồi. Còn anh chàng này thì quyết định không lên, bởi vì anh ấy đã phát hiện ra đây không phải là máy bay mà chính là đĩa bay của bọn ngoài hành tinh. Vậy là cô gái đã bị bắt đi rồi. Còn bây giờ thuyền cứu hộ mới thật sự đến nè. Các bạn biết sao không? Tại vì anh chàng này đã sực nhớ ra lúc đội siêu nhân đưa anh ấy đến, nói rằng khi đi qua bên kia của hòn đảo thì sẽ có tàu cứu hộ đến cứu. Ok. Tàu cứu hộ chứ không phải trực thăng. Cho nên anh chàng này đã không leo lên trực thăng đó mà. Thôi, đã hết thử thách rồi. Và anh chàng này đã trở về đất liền. Nãy giờ các bạn đúng được bao nhiêu câu vậy? Nếu các bạn không đúng câu nào, hoặc đúng được 1, 2 hoặc 3 câu thì các bạn còn non lắm. Trong đội siêu nhân tiêu diệt bọn quái vật được đâu. Hãy chờ thêm những thử thách mới của Lucy nữa nè. Ok. Còn nếu bạn trả lời được 4 đến 7 câu trình độ phán đoán của bạn cũng giỏi lắm đó. Nhưng mà nếu như gặp những tình huống khó, bạn vẫn chưa có đủ trình độ quan sát, bạn có thể bị bọn ngoài hành tinh bắt đi đó. Cho nên bạn phải thực hiện nhiều thử thách ở những video khác của kênh Ken Channel nữa nha. Còn nếu bạn trả lời được 8, 9 hoặc 10 câu chúc mừng bạn, bạn đã đậu rồi. Bạn đã được gia nhập vào trong đội siêu nhân. Và từ đây trở đi,
bạn sẽ là một trong những người đi cứu thế giới.